Xin chào, nếu bạn đang tìm một chiếc laptop chính hãng với chi phí thấp đến từ một thương hiệu lớn thì ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một chiếc máy mà mình đang có trên bàn đây. Đó chính là chiếc Dell Inspiron 3573, giá chỉ hơn 7 triệu đồng thôi. Và bây giờ thì con sẽ cùng tìm hiểu chi tiết về chiếc máy này nhé. Về thiết kế, Dell Inspiron 3573 là một trong rất ít chiếc máy đi ngược lại với xu thế chung của hãng. Mặc dù vẫn có lớp vỏ nhựa, nhưng thay vì lớp sần to thì Inspiron 3573 lại có lớp vỏ nhựa nhỏ, tạo hiệu ứng thị giác rất đã mắt. Đồng thời cảm giác cầm máy khi di chuyển cũng rất chắc chắn. Bản lề của máy vẫn đem lại cảm giác cứng cáp giống các dòng máy khác của hãng. Điều này cũng dễ hiểu, lý do là vì Dell Inspiron 3573 cũng trải qua rất nhiều bài test về độ bền nghiêm ngặt. Bàn phím của máy dạng full số, có kích thước hợp lý cho thao tác rất dễ dàng. Tuy nhiên tấm nền nâng bàn phím lại cho cảm giác hơi lún khi gõ. Điều này đôi lúc sẽ gây ra cảm giác khó chịu, đặc biệt là với những người tay to giống như mình. Trackpad dạng hiện đại cho phản hồi tốt, kết hợp với phần đệm cổ tay rất rộng, máy đặc biệt tiện cho làm việc văn phòng cần gõ phím và sử dụng máy trong thời gian dài. Màn hình của Dell Inspiron 3573 có độ phân giải HD và kích thước là 15,6 inch. Vì là màn hình phục vụ công việc, đồng thời thì được trang bị lớp chống chói và mỏi mắt, nên về khả năng hiển thị máy cho màu sắc hơi ám vàng. Đây vừa là điểm cộng cũng vừa là điểm trừ, vì đôi lúc máy cho màu sắc không thực sự trung thực. Về khả năng kết nối, Dell Inspiron 3573 có 3 cổng USB 3.0, một cổng HDMI, một khe đọc thẻ nhớ, jack cắm tai nghe và ổ đĩa quang. Rất tiếc là máy này bị lược bỏ đi cổng mạng LAN và chưa có USB Type-C, đôi lúc sẽ gây hơi thiếu thốn trong quá trình làm việc. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến hiệu năng của máy. Là một laptop giá trị hơn 7 triệu đồng, nhu cầu quan trọng nhất của người dùng chúng ta sẽ là làm việc và học tập. Điều này bạn hoàn toàn có thể yên tâm khi Dell Inspiron 3573 dưới bộ vi xử lý là Pentium N5000 cùng 4GB RAM. Các màn hình tích hợp là UHD Graphics, hiệu năng của máy tốt mặc dù là rất tiết kiệm năng lượng. Và nói đến đây thì mới nhớ, pin của Dell Inspiron 3573 có thời lượng rất tốt, hoàn toàn cho phép chúng ta làm việc liên tục trong khoảng 5 đến 6 giờ, thoải mái đáp ứng cho một buổi làm việc bên ngoài và học online của bạn. Tổng kết lại thì ưu điểm của Inspiron 3573 là máy có thiết kế khỏe khoắn và đẹp, cấu hình ổn cho học tập và làm việc. Màn hình lớn với nhiều công nghệ hỗ trợ bảo vệ mắt và thời lượng pin cực kỳ khỏe. Điểm hạn chế là bàn phím thiết kế chưa thực sự chắc chắn, máy chưa được trang bị ổ cứng SSD đi kèm, thiếu một vài cổng kết nối cần thiết và chưa có Windows bản quyền. Và đó là tất cả những gì mà mình muốn chia sẻ với các bạn về chiếc Dell Inspiron 3573 này. Giá sản phẩm là hơn 7 triệu đồng, link thì mình sẽ để bên dưới phần mô tả để các bạn tham khảo thêm nhé. Đồng thời thì các bạn có lựa chọn chiếc máy này hay không thì hãy để lại comment dưới phần bình luận bên dưới, chúng ta sẽ cùng trao đổi thêm. Và video của Ben Computer đến đây là kết thúc rồi. Nếu bạn thấy nó hữu ích thì đừng quên like cũng như chia sẻ với bạn bè của mình. Ấn đăng ký kênh YouTube của Ben Computer để xem thêm nhiều sản phẩm hơn nữa nhé. Cảm ơn các bạn, xin chào và hẹn gặp lại.